Sau 4 năm thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực 2018-2021, thành phố Hà Nội đã công nhận 133 sản phẩm là công nghiệp chủ lực của thành phố. Riêng năm 2021, có 46 sản phẩm của 30 doanh nghiệp được công nhận. Tại lễ tôn vinh và trao danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2021, ban tổ chức cho biết việc công nhận và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp chủ lực đã góp phần tăng giá trị thương hiệu, qua đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì ổn định và phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra, đồng thời thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và luôn đồng hành của chính quyền thành phố với doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội trong quá trình phát triển. Cũng theo ban tổ chức, 30 doanh nghiệp được tôn vinh năm 2021 có doanh thu ước đạt gần 40.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ đô la Mỹ, có tới 13 doanh nghiệp đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, 7 doanh nghiệp nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2021. Việc tôn vinh các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp chủ lực ngày càng khẳng định vai trò tiên phong của các doanh nghiệp, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội bền vững của thủ đô.